Xin chào buổi sáng các bác nha. Buổi sáng tất cả các bác nhá. Hai anh em vừa dậy các bạn. Nãy dậy rồi nhưng mà lại đi ngủ tiếp vì trời tối quá. Ngủ đây khá là lạnh đấy các bạn. Đêm ngủ đây khá là lạnh. Cái nằm trực tiếp cái nền đất mà. Đâu không nằm kiểu này. Nằm kiểu này ai nằm quen cơ. Không quen tịt mũi nha. Ừ. Nằm không quen nên nằm kiểu này thì thôi. Ốm đấy. Giờ anh em chuẩn bị dọn đồ các bạn nhé. Dọn đồ để đi chỗ khác rồi. Ở cái chỗ này nó không có nước các bạn. Mát thì mát rồi nhưng mà không có nước. Bây giờ anh em dọn hết đồ di chuyển chỗ khác. Chăn ngày trước của anh bé nhỉ? Ừ, chăn. Cái bé trước to. Chăn to. Chăn cách đây cả chục năm rồi mà vẫn giữ đấy các bạn, cái vỏ chăn ngày xưa Tân Bình đến tận bây giờ đấy, chục năm. Cái này là mái chuẩn nhỉ, vừa đẹp quá chuẩn. Phát cái này rồi. Ừ, cái này à, cái này mua đấy. Ừ, nhưng mà ngày trước là không chỉ cái tăng võng rồi. Có rồi, cái này cái vải bạt kia tăng kia cái võng. Lên xe. Đi qua đây nhiều quán được quá này các bác này. Mùa này đi vào rừng nhiều quán. Quả này sóc cũng thích ăn luôn. Quả này gọi là quả, nó cũng gần giống quả sung mật ấy. Đây gọi quả mắc tém các bạn. Ngon không? Ừ, được rồi ạ. Nhiều mật mấy lắm quả. Nhiều mật lắm này. Hái nhiều rồi em ạ. Sáng hai đằng chưa được có nhiều mồm rồi. Hai quả. Ui xôi. Con này thôi. Ui kiến ấy. Con này đốt độc lắm ấy. Ừ. Con này thì thôi, xác định luôn. Kiến này như kiểu kiến đạn ấy, đốt táo lắm. Thôi thôi thôi, né ra. Sáng đã căn giờ khởi hành rồi mà sao mà vẫn đen thế nhỉ? Con này đốt đầu lắm ấy các bạn. Ở trong rừng con kiến này này. Sợ lắm. Sao lại không nhặt quả đây em? Sao bới lại bới thấy nó thì nhặt quả đây chứ? Chạy làm gì? Cho các bác xem quả này. Quả này ngon lắm ấy. Đấy, ở trong nó. Em bẻ một quả ra nào. Đấy. Bên trong nó nhiều mật như thế này cơ mà. Tuyệt vời luôn. Mà cái như quả này mới ngon anh ạ này. Ôi trời ơi, không ăn được đâu. Đấy. Đi mãi chưa có chỗ nào bằng nhỉ? Ở đâu bên kia có cái rừng vầu măng đáng này các bạn. Về đi sang bên đấy, xong rồi đi theo cái rừng đấy, đi dọc xuống khe xem như nào, xem có nước không nhá. Dốc thật anh ạ. Ui mà nhiều nhỉ. Ôi cái rừng vầu này rộng thật các bạn. Nhưng mà hơi dốc. Về cứ cắm thẳng xuống đây em nhỉ, cho đỡ mất sức. Đi xuống dưới cái đoạn, hai cái đoạn đồi nó như thế này xem có cái khe nước không nhá các bác nhá. Khát nước lắm rồi đấy.
Rộng quá. Có nước uống là tốt rồi. Ôi nước kìa các bạn. Ôi. Ôi thác này. Con đường tìm nước của anh em mình đã thành công. Đây 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 đây. Nước này. Ôi, trên kia có cái thác bé kìa. Hết sạch nước luôn ở trong tong ấy. Mát. Phải rửa mặt cái đã các bạn. Nóng quá. Thời tiết đều cực kỳ oi luôn đấy. Mát. Hôm qua ở trên cái đỉnh đồi kia mà đi kiếm nước khó quá nhỉ. Có vẻ nước khó khăn. Ở đây thì thấy vô nước này. Cái này nước chảy to thì nữa nhỉ. Ấy nhô. Thác này phải cao. Cao 6 đến 7 mét nhỉ. Đến 7 mét này. À, cái lấy quả gì anh ăn đi. Quả sung, lấy quả sung để ăn. Ở trong cóc ba lô em ạ. Đây. Để đây ăn đi. Ăn sáng một quả mắc tém nha các bác nhá. Có chút nước uống đỡ hơn rất là nhiều. Ngon mày. Tuyệt vời luôn. Này sợi có cả vỏ luôn được đấy. Cái này ăn cái vỏ được không? Ăn cái ruột trong của nó. Quả này ngọt lắm các bạn. Thơm. Vừa cái thơm nó gần gần giống quả trứng cá ở những cái vỉa hè đường ấy. Chỗ các bác cũng có nhưng mà quả này gọi quả mắc tém. Quả này ngọt hơn cái quả trứng cá kia rất là nhiều nhá các bác nhá. Thơm hơn nhiều. Thơm hơn nhiều ấy. Thơm nhỉ, nhỉ? Ngọt. Êm. Hơi bé một tí nhỉ. Cho nó ngọt. Thơm. Cái chỗ này có vẻ làm chỗ dừng chân khá hợp lý đấy nhỉ em nhỉ. Nhưng mà cái đoạn cái địa hình này không nắm đất được. Hôm qua nắm đất một đêm mỏi. Mỏi cả người. Sáng vì... anh em nói chuyện như kiểu bị nghẹt mũi. Kiểu cái nhiệt. Cái hơi của mình nó bị ngấm đất các bạn. Đây nhá. Làm cái sàn đây đi nhỉ. Làm một cái sàn đây vì có cái tăng để che mưa rồi. Đi lấy cây đi, làm cái sàn nữa. Làm cái chỗ chú cho nó cái sàn cho nó êm tí các bạn. Đảm bảo sức khỏe để anh em chiến đấu dài ngày trong này. Đợt này thì hai anh em sẽ không đặt nặng hai cái chữ sinh tồn nữa các bạn. Chủ yếu đưa các bác đi trải nghiệm những cái khu vực rừng nó rất là thú vị. Và làm sao mà kiếm ăn ở trong rừng. Vậy thôi. Nhưng nhiều lúc đặt hai nặng hai chữ sinh tồn nhiều quá thì cái nội dung của nó sẽ bị bớt đi. Từ bây giờ hai anh em sẽ cố gắng đẩy mạnh việc sản xuất video. Bỏ nhẹ bớt cái chữ hai chữ sinh tồn đi để làm được nhiều cái nội dung hay hơn cho các bác xem về cái cuộc sống ở trong rừng này.
cái chỗ này tiện cái rừng vầu ở gần luôn các bạn. Cái rừng vầu bạt ngàn luôn nha các bác nhá. Nhiều bác thì cứ cũng chắc là các bác chưa vào rừng bao giờ nên các bác không biết là thấy bọn em chặt cây vậy các bác rất là xót cây, nhưng mà thực tế với các bác là một cái rừng vầu rất là dài và rộng, rộng cực kỳ luôn nha các bác nhá. Xong cái giống tre nứa vầu này thì càng chặt cái gốc của nó ấy, càng quang thì mùa sau cái mùa măng của nó ấy, thì nó sẽ mọc lên càng nhiều măng, càng nhiều cây hơn nữa. Cái giống này thì không bao giờ tuyệt chủng được nên các bác không phải lo cái vấn đề mà là những cái cây dòng tre nứa này là nó tuyệt chủng được đâu nhé. Dây thau cát thì chắc lắm nhỉ. Thau cát á? Ừ. Cái kiểu dây củ đậu, lá như kiểu lá củ đậu ấy đúng không? Ừ. Đúng không? Đặt nó đặt vào sâu một chút. Chống một cái. Đấy, cho một cây ngàm chống vào cái không cần đâu. Làm cái ngang xuống kia á. Ừ, như này. Đánh thăng bằng á. cho cái đầu bên này cao hơn một tí nữa. Anh em mình nằm cho nó ấy đúng không? Nằm cho nó dốc dốc lên này, nằm cho nó thoải mái.
Vậy là tạm ổn cái chỗ chú rồi các bạn. Đấy, cái tăng này rất là tiện luôn nhé. Căng như thế này nước mưa thoải mái chảy, chắc chắn luôn. Tăng này căng này nước thoải mái chảy. Cái tăng này rất là bền nhé các bác nhé. Các bác có thể đi rừng, các bác có thể dùng mấy năm luôn cái tăng này. Sàn tối hai thằng thoải mái ngủ đây. Vách thì không cần đâu. Không như hôm trước rồi nhỉ. Mùa hè đi vách làm gì cho nóng các bác. Có màn mà. Đấy, màn nữa nằm lăn lộn đi. Rồi là cái bếp các bác. Làm nhanh cái bếp xong rồi bắt đầu đi quanh đây đi kiếm đồ ăn thôi. Trời hơi tối như kiểu sắp mưa em ạ. Cái bếp thì anh em mình sẽ phải xếp ở cái đoạn góc này. Vì phải cao hơn mặt đất các bác. Cao hơn mặt đất thì cái nước mưa nó xối xuống ấy thì nó không thể ướt cái chỗ bếp của anh em được. Chỗ đây đây đây, anh thả xuống nhá. Đây đây, em bỏ cục đá này xuống cho anh đây. Để chỗ này để nồi niêu ở đây. Nồi niêu ở cái chỗ có một cái mặt đá tự nhiên này, nồi niêu ở đây. Đi tìm sau. Mình làm cái mặt bằng để nấu bếp đấy. Ừ. Mình kê lên. Cho ít đất nữa em ạ, không đá này đá dãy này nổ. 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 Đây, nồi đặt tạm đây. Cái chỗ mặt bằng trên này thì lát nữa đi kiếm đồ ăn về đi đặt bẫy thì kiếm một chút lá chuối lót ở trên này cho nó sạch. Bếp như này là ok rồi. Rồi, khoảng phiêu. Bếp khá ổn. Làm ít bẫy để đi bẫy sóc các bạn. Không thì anh em mình cứ ăn rau không là có thịt mới chịu được ở trong này. Có ít protein. Đây là cái vòng cung này. Vâng, để làm vòng cung. Vòng cung. Cái loại bẫy này em cũng vừa biết các bạn. Bình thì nó bẫy cái bẫy này nhiều. Chúng là hai anh em đi thì mỗi người bẫy có một phương pháp, một phong cách bẫy khác nhau. Chả hiểu sao con dao mới mà Bình không thích dùng, lại cứ thích dùng cái con dao cũ này của mình. Hắn thích con dao này các bạn. Con mới đây hắn lại không thích. Bao nhiêu cái đây? 1, 2, 3, 4. Tí nữa đi lên kia vót thêm nhỉ. Bây giờ đi bẫy xong nha các bác nhá. À, con quá không? Có. Ui, sao quá nhiều anh ạ. Thế á? Ui. Ui ui. Ui ui. Dấu vết mới luôn. Ăn tan tác ở đây này. Xôi. Trời ơi, khiếp rồi. Hôm nay oi quá nhỉ. Hôm nay như kiểu 40 độ ấy các bạn. Khủng khiếp. Không biết là có mưa không. Có mưa to nào. Oi quá. Bẫy sóc phải trèo lên hẳn cây này các bạn thì nó mới qua được. Đặt ở dưới cái gốc ấy, thì cái xác suất ít lắm, còn qua cành thì bắt buộc nó phải qua cung để nó kéo nó lên. Nó sóc không cần phải mạnh quá đâu, nó phải nhẹ nhẹ này thôi, treo thôi, đủ treo được. Đấy, các bác làm thắt hai lần như này nhá. Đấy, làm cái thắt như này này. Đấy, như này không ạ, bởi vì nó thắt cả hai chiều ấy. Xong rồi lại làm thắt một quả một lần như này nữa, lại thắt một lần như này nữa. Đấy, này nó thắt hai chiều, nó vừa thắt vào nó không làm một chiều không này nó nới ra được. Đấy, như này vừa nó này được rồi, nó vừa thắt đây vào nó vừa thắt đây lên nữa. Ừ.
Mày quá nhỉ. Ôi, khiếp luôn các bạn. Hôm nay khoảng như lò nung ấy, khoảng 40 độ này. Anh em đang ở trong rừng, trong một cái khe nhá, nhưng mà hơi nhễ nhại luôn. Cái đầu này phải ngắn hơn, nó bầy nó dễ nha anh nhá. Đấy. Cái đầu này phải ngắn như này thôi. Tỷ lệ thành công 99,8%. 99,8%. Trừ khi nó không qua đây đúng không? Cái này là phải làm nó mỏng thôi, nếu mà muốn nó nhạy. Cái nhạy thì phải... À bây giờ là nó đạp xuống rồi đúng không? Ừ. Như kiểu bẫy bật gà rừng đúng không? Cũng ba la si bua mi bỏ qua. Cái này nhẫm vào á? Thế mà nó vẫn kịp giật lên đầu cả. Ây da. Được rồi. Nhạy lắm. Ừ. Em nhá. Nào. 1, 2, 3 đi quả giật. Úi xời ơi. Thế là con thóc nó như nào nhỉ? Nó cứ nhảy đi nhảy lại rồi rơi xuống cái này là nó hy sinh. À viên tịch nhầm. Thanh niên. Ok chưa? Ok anh ạ. Rồi xuống đây. Giờ đi kiếm gì ăn này nhỉ? Rớt củ mai đây. Đâu? Mắc chân rồi gì nữa? Ui. Thôi. Trời ơi. Đau đi anh nhỉ? Đang đói dã họng ra gì. Mắc đang... chân rồi còn nữa. Củ mai. Chán rồi. Củ mai thật. Bà đây, đà đây. Pét thử một tí nào. Lên rồi. Thấy rồi. Thấy củ rồi. Ồ, đá nhiều lắm. Củ năm mới đây. Nhiều đá quá. Ui, đá nhiều quá. Ừ. Sướng đấy. Không ăn được thôi em ạ. Ôi, củn củ đấy chắc thôi anh ạ. Thôi. Đây không phải là cái dây nào cũng đào được nha các bạn nhé. Thôi, thế thì anh em đi tìm dây khác. Đi tìm dây khác thôi. Không phải dây nào cũng có thể đào được. Vì chỗ địa hình nó rất là nhiều đá, chịu. À, to không? Được anh ạ. Đào được không? Chắc là ở đây đã được là cái đá to mà giờ không có sự lựa chọn, thấy là phải quất thôi. Để em làm thì mỗi người hay việc. Ừ. Nghe lại không ăn được. Đấy. Đất đây chỗ này đỡ hơn nhỉ? Đỡ hơn chỗ này. Chúng em lớn lên nhờ cây củ mài. Cây củ đói. Cây củ đói. Đào có vẻ thể lực hơi yếu. Sắc nhỉ. Cảm giác nó rách ra ấy. Khá là rát đầu. Quật cây thứ hai. Dây này to. Ăn đi. Lươn đấy. Mang về xào. Thôi em nhường anh. Ngang đào dúi ấy nhỉ? Không, đào dúi khổ, đào dúi mệt hơn đấy. Mệt hơn. Đào củ mài này nhìn thấy nó chạy đi như này còn đỡ mệt. Dúi thì còn không biết đường nào mà lần nữa đâu. Nữa cơ các bạn ạ. Đúng rồi. Thằng... còn vừa đào vừa nghe, nhiều lúc đào cả 1-2 ngày cơ. Đào 3-4 anh em đào đi cả mấy mét như thế. Chui cả người vào cơ. Sâu quá rồi. Bắt buộc phải lấy rồi. Một củ. Vừa to tí hai anh em bỏ cuộc. Đang đến cái đoạn to của nó. Thôi vậy thôi. Củi. Ném xuống luôn các bạn. Được hàng không? Đi đường hàng không cho nó nhanh. Cái chỗ lán ngay dưới kia rồi. Đây là cái đỉnh của con thác. Em thích ở trên đỉnh lắm nhá. Thích ở trên đỉnh á? Ừ. Ai chả thích ở trên đỉnh. Cẩn thận ném thùng bạt nhá. Nãy ông đuổi các bạn. Ôi giời. Vứt cả máy quay. Đi làm bó bình đi đốt nhỉ. Ừ. Về đây bình
bẻ được bằng đầy củi rồi. Cái tổ ong ngay trên này này, tổ ong muỗi to phết, đuổi cho chạy chí chóe, mẹ mỗi thằng một nơi. Ta không bao giờ ta đi sau bạn. Đi sau này, đi sau mẹ vừa dính vắt này, vừa dính ong này. May đấy, nãy không dính phân nào, nó chỉ bâu vào tóc ấy, chạy té khói. Cái này là nó chưa gặp người bao giờ, hôm nay là nó gặp lần đầu tiên. Còn rồi, mẹ thổ nào châu bò đi lại sải mày sắp thấy rồi. Rồi, cứ để đấy đã, tí tao mới lên tao bảo mày. Đói không? Đói chứ anh. Này ăn vớ ăn vần. Đói. Nãy gặm được mỗi thằng cái lõi chuối, ăn cũng no. Cả 1-2 quả vàng của sóc nữa. Ừ, 1-2 quả mắc tém nữa. Thua gạo hết. Đúng rồi. Tối nay phải nấu tí gạo nhỉ. Ừ. Đi đặt bẫy mất nhiều thời gian quá các bạn ạ. Phải tìm mì, thì mới có mì. Ừ. Đào chỗ củ mài đấy cũng mất tốn khá nhiều thời gian của hai anh em. Nóng quá bức. Nóng không? Bếp mới ông cho củi vào hơi quá đà. Xông bếp à? Rửa. À rửa bếp. Rửa bếp bằng 2 cân củ mài à? Vào nhà mới. Lễ vào nhà mới, đơn sơ đạm bạc. Mong quý khách có gì cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Thông cảm cho gia đình chúng tôi. Đấy. Bếp nướng lợn của mình. Anh em vào nhà mới. Đọt dạ chút xong rồi đi kiếm ít thịt, không thì không ổn. Nha. Rồi, hất hẳn xuống đây, đổ này. Đấy. Mềm rồi. Ui giời, mềm. Khói đi nhỉ? Khói. Chấm nhỉ? Chấm cái gì đi nhỉ? Chấm một cơm đi. Đây, cắt rồi. Đây. Chấm tạm này. Được. Nóng. Thơm đấy nhở? Nóng. Đúng cái tầm đó ấy, người ý gì cũng thấy thơm. Nóng. Cả cạo này chắc là dùng được rồi. Ừ. Cái vỏ non đúng không? Vỏ non với cả nó giòn lắm rồi. Ừ, được mà. Cạo thế rồi. Của em thì em cạo sạch nhá. Thế của anh thì cao. Cạo qua qua cũng được. Củ mai chấm với muối ớt. Món củ mai chấm muối ớt siêu cay. Mừng nhà mới. Chai núi nhá. Ăn đi đói dã họng. Êm anh ạ. Êm lắm. Êm không? Cửa. Mời các bác nhá. Hắn ngọt cái của hắn rõ đẹp một cái mình toàn vỏ. Không ăn được mà. Ăn luôn. Ăn tạm luôn đi kiếm chút thịt đã. Dâu khoăn của mày nướng này ạ. Ngon đấy. Tí cay cay. Tuyệt vời. Phải nói là ngon thật sự. Các bác không, các bác cứ thử ăn thử cái củ này một lần đi. Rồi sẽ biết nó ngon như thế nào. Được. Ấy, bác còn gì? Ăn cả vỏ mà. Bác làm gì? Có cạo đi một tím được, nhiều đất quá. Không được, ăn đi. Em có bóc rồi. Bóc tất cả.
10 ngày là nước suối hay rượu. Tuyệt vời. Cái chỗ này mát nhỉ? Như kiểu là nó thổi từ trên kia thổi từ thác xuống. Mát rượi. Tớ ngủ chắc lạnh không này? Lạnh. Có chăn. Mình có chăn. Mình có chăn. Nhưng mà đắp chăn thì nhớ thấy chưa? Cái này mắc màn dễ được các bạn. Mắc màn xuống này. Tối ngủ đây thì êm hơn là hôm qua ngủ ở chỗ bờ đá, cái chỗ núi đá đấy. Khó ngủ quá các bạn. Em tỉnh dậy phát là ông khát cuốn chăn đi một bên phải không? Quá lạ. Lạnh thế. Hôm qua anh đắp chăn cho em ấy. Dạ. Ừ. Chắc là mệt quá rồi, biết.